Xin chào anh chị em chú, bắt mình tạm kia đi qua tụi hình. Hôm nay mình giới thiệu nhanh với anh em một cái clip ngắn anh em nha. Lâu lắm mới quay lại cái clip ngắn anh em ha. Một vài cái số nó rất là hay anh em ha. Giá thì quá tốt rồi. Một vài chiếc cơ cốt cũng như là một vài chiếc pin phone thể thao này kia ha. Có hai cặp rất là hay dành anh em luôn ha. Rồi ok, mình tránh làm mất thời gian, đây mình đi vô giới thiệu chiếc đầu tiên luôn nha. Chiếc đầu tiên này là một chiếc Thamex anh em nha. Thamex này thì hàng cổ anh em ha, form rất là đẹp luôn, form như Omega vậy anh em nha. Cọc số nổi. Con này 200 ngàn nha, con này phong trứng nhưng mà phong ngang nó thì được 34 ha, nam đeo vô tư nha. Dọc thì là 37.5 ha. Con này mình thay cho anh em một sợi dây của Nhật, rất là xịn em ha, anh em mua sợi dây này trên 100 ngàn nha. Máy đây mình mở sẵn anh em nha. Nó đang chạy nè, đang chạy nhưng mà kim nó không nhảy ha, nhưng mà lắc lắc là nó nhảy nha nè. Tại vì con này thì mình báo tình trạng là kẹt cót á, anh em thấy lắc lắc là nó chạy nè. Con này mặt đẹp lắm, tất nhiên là có với thời gian nha anh em, ý mình nói là cái form mặt nó rất là đẹp ha. Đó. Chứ còn nó không có phải quá mới đâu anh em nha. Kính có trời, kính mica này, kính lồi ha. Em thấy nó chạy tí nó dừng. Máy bên trong này em thấy nó cũng còn nhúc nhích cho nên mấy cái này thì thường lâu dầu là ok. Mấy cái máy đơn giản thì thường lâu dầu nó cũng không có mắc anh em nha. Con này thì được cái case của nó là in front luôn anh em ha. Vỏ nó được làm ở Pháp luôn. Đấy đây ha. Đó. Mình lắp vô cho anh em nha, mình lên tay cho anh em xem ha, con này lên tay đẹp lắm. 200 ngàn thôi, anh em nhớ về lau dầu lại nha, chứ nó không có chạy, mình không có bao chạy đâu anh em ha. Thamex cơ cốt 200 ngàn, lắc lắc cho anh em xem nè. Thấy ha, đó. Lắc lắc là nó chạy dần dần, nó nhả bớt cái cốt ra anh em nha. Lúc nãy mình quay được mấy vòng, nhưng mà giờ nó cứng rồi ha. Anh em cứ lắc là nó nhả ra. Rồi chiếc đầu tiên nhá, 200 ngàn nha, phòng quá đẹp luôn. Chiếc thứ hai là một chiếc cơ cốt Hồng Kông Atiku anh em nha. Con này thì cơ cốt Hồng Kông dành cho nữ, con này mới tuyệt vời luôn. Con này thì có thể đi chung với chiếc cơ cốt vàng trước mình bán 350 anh em ha. Con này độ mới cao nha, con này cộng cốt khá là tốt luôn ha. Mình có ghi là lớn hơn 12, là mình có kiểm tra lớn hơn 12 tiếng mình kiểm tra có đây khoảng cỡ gần 1 tháng anh em ha. Đẹp lắm. Chiếc này đẹp lắm. Lên anh em xem cái dây nó nè, độ mới con này cao lắm nha nè. 200 ngàn thôi nha, nó rẻ hơn pin luôn ha. Nó có chữ Swiss anh em ha, tuy nhiên này là máy Hồng Kông, cái dòng Deluxe này thì nó cũng khá là cao cấp. Mình mở máy luôn anh em nha. Mình máy cho anh em xem luôn ha, để việc chốt nó mau lẹ như nè. Nhìn thấy máy đẹp ha, 200 ngàn thôi nha. Mà nói chung là nó ghi tùm lum hết em nha, anh em thấy có quan trọng là có chữ Swiss bạc anh em ha. Con này thì không biết nó có dập Hồng Kông không anh em nha. Có anh em nha, Hồng Kông nha. Đó. Có chiếc thì nó không dọc, có chiếc nó dọc, nhưng mà mấy cái này mình mặc định là lắp ở Hồng Kông hết em nha. Cái dòng 1G này ha, thường nó sẽ có 1G well hoặc là không có G well, như cái dòng này đa số đều là nó có 1G well nha. Thấy khó thấy, nên thấy chịu 1G well đây ha. Đó, nói chung cái máy đẹp nha, con này chạy khá là ổn, con này mình nghĩ là không cần lau dầu nha nè. Như mình nói, mình cũng không có bao nó cầm bao lâu được anh em ha. Hiện tại thì mình kiểm tra lại thì nó đang chạy từ 6 rưỡi sáng tới giờ, nó chạy vẫn chính xác như là pin luôn ha. Đó. Thì anh em cũng khá là yên tâm nha. Giá nó 200 ngàn thôi mà. Mới đẹp ha, giá 200 ngàn số 2 nha. Số 3 cũng giống con kia. Nói chung cái máy nó y chang luôn anh em nha. Con này thì nó có cái công báo anh em ha, giống như là con này thì form nó nhìn giống ra đô anh em ha. Đó. Cái dây này thì không phải dây zin anh em nha, cho nên con này 107 thôi ha. Chứ cái mặt thì mình thấy nó đẹp hơn cả con màu vàng á. Tuy nhiên cái dây nó không có zin nha nè, cũng là dây Nhật luôn ha, 107. Đây mình mở máy luôn cho nó. Đó. Một chiếc well anh em nha, máy chạy vù vù luôn ha. Con này cũng kiểm tra cùng với mấy con này luôn và đang chạy cũng rất là ok luôn nha. Cái kim chạy khá mượt anh em ha, có cái biểu tượng cổng báo cổng hộ gì rất là đẹp luôn ha, 107 thôi. Ok, số 3 nha nè, 107. Anh em lưu ý hai con này là hai con nữ nha, hai con nữ ha, không
chốt ra rồi, rồi lớn nhỏ là nó cũng mất công anh em ha, 27 nha. Con này cũng 27 luôn. Có chiếc Bowershe anh em ha. Con này thì nó có cái hãng là Dolphin nha, cá heo anh em nha. Con này form thể thao dành cho mấy chị mấy bé nè, nó ghi Shimano thì mình không kiểm tra máy nè nha, máy Nhật ha. Anh em thấy nó có một cái lớp ni lông luôn, chưa gỡ luôn. Con này mình có 2 3 chiếc ha. Cái núm trên là núm giả nha, nhưng mà nó vẫn chạy bình thường anh em nha. Đó, chạy ok, đẹp, mới. Con này tặng được luôn. Size 45 nha. 100 ngàn thôi. Máy Nhật đàng hoàng bán 100 ngàn thôi anh em nha. Chiếc này nó không giống với trang nhau anh em ha. Ok, chiếc số 5 anh em nha. Chiếc này nó bằng kim loại chứ không phải bằng nhựa nặng trịch. Dù mình nó hơi làm biếng tháo máy báo máy này, mà con này mình không báo máy nhá, đẹp lắm. Nó còn nguyên tem luôn nha. Chiếc này tặng cũng ok luôn. Cái dây dù thường về phải giặt nhưng mà con này nó còn mới nè em ha, mình đeo luôn cũng được em nha. 100 ngàn luôn em nha. Chiếc này mình báo máy chắc mình bán được 150 nè em ha. Mình bán giống như là máy tàu luôn á nha anh em. Anh em mình không báo máy ha. Đó, nó còn tem anh em nha. Mà cầm chắc như vậy thường nó không phải máy tàu anh em ha. Chung cũng nhiều cũng nhát mỡ này mà. Số 5 này cũng 100 luôn. Đeo hơi bị đẹp anh em nha. Đó. Đấy, dù đeo đẹp lắm. Màu xanh nha, anh em nào hợp với màu xanh nữa thì tuyệt vời ha. Số 5 100 ngàn. Số 6 con này đẹp anh em nha. Con này thì mình không biết nó là nó chuyển sang màu này hay là cái màu zin nó, anh em hãy nhìn anh em thấy cái sơ nó giống như gỗ vậy anh em nha. Đó. Cũng rõ là nhưng mà cái kính nó lồi lồi nhưng mà cũng đẹp lắm ha. Con này hai lon quy quy thì anh em biết rồi. Nó trong nước 13 này, cọc số nó hay nha nè. Khóa này ha. Đó. Khóa dây thường thường là ở China là bình thường thôi anh em ha. Cái máy con này thì đa số là ít nhất là máy trắng trở lên nha nè. Còn nếu hên hên thì có máy vàng anh em ha. Đó. Mấy cái ốc mình cũng nhắc mở bán máy nhưng mà bao anh em từ máy mi ta trắng rồi đang không bao giờ dưới anh em ha. Con này size lớn, form thể thao size 43 luôn ha. Cái đồ nhưng mà nó có cái độ ôm á, cho nên em tay nhỏ vẫn đeo được nha. Con này giá 150 anh em nha, số 6. Số 7 cùng một chiếc QQ luôn, van kênh cũng trong nước 13 giống chiếc kia anh em nha. Con này size nhỏ anh em ha. Con này thì mình chưa vệ sinh luôn ha. Anh em về chùi giúp mình nha. Mình bán 60 ngàn thôi. Em mấy con này cũng vậy. Máy thì thường nó từ mi ta trắng rồi lên. Đó, hình hình cũng có máy vàng anh em nha. Tại mình thấy hợp với chiếc này mình bán luôn, mình chưa kịp vệ sinh em á, mới vô pin thôi ha, chạy ok nha. Nay chùi lên thì chắc chắn nó sẽ mới hơn rất là nhiều em ha. Số 7 60 ngàn thôi. Không đủ tiền mua một cọng dây hoặc là một cái máy Miyota luôn em nha. Cặp số 8 mình bán 150. Cái này thì anh em nói là quýt anh em ha, quýt anh em kiếm sợi dây nữa, còn nếu không anh em làm móc khóa cũng được ha. Con này máy Miyota luôn ha. Nó hơi sờn á cho nên mình bỏ vào mình bán combo á. Nhưng không nói cái này thì mỗi cái nó hơn 200 ngàn anh em nha. Cái này cũng dạng quýt nha nè. Hoặc là móc khóa cũng được ha. Charlie, con này thì nó là máy máy thủy luôn nhưng mà nó lắp ở Trung Quốc anh em nha. Đó. Chiếc máy thủy bình thường thôi anh em ha, chứ không phải là máy thủy VIP anh em nha. Nguyên một cặp này mình bán 150 số 8 anh em nha. Giá rất là tốt luôn anh em ha. Con này thì size nó là 32. Xin lỗi anh em nha. Con này thì nếu mà mấy chị muốn đeo á, mấy chị kiếm một chiếc dây luôn anh em nha thì mình đeo cũng được, còn nếu không mình làm móc khóa ha. Thậm chí dây chuyền nữa ok anh em, độ mới nó cao lắm ha. Chiếc này không đảm bảo anh em đủ tiền luôn á. Mình mà nếu mà chế dây hay là ấy thì mình bán hơn 150 rồi anh em ha. Mình mặc nhiều lắm cho nên các clip lẻ mình sẽ đăng là mặc thêm cho anh em. Cần đổ cây con. Xin lỗi anh em nha. Số 9 nha nè. Miyota luôn, chiếc này thì nó ghi cho Benmu mình không báo này, mà chiếc này đẹp tuyệt vời luôn. Nói chung là một trong hai chiếc thì nó cũng sẽ đủ tiền với anh em. Chiếc này anh em tháng máy Miyota mà nó còn mới anh em nha. Anh em lưu ý giúp mình là mình bán y chang hiện trạng anh em nha, tại vì mình không có mình cái mặt thì nó là nhiều hơn dây anh em hết, cho nên mình bán như hiện trạng luôn. Nguyên cặp này 170 anh em ha. Anh em tìm dây trên Shopee giúp mình nha. Mình đeo tạm cũng ok anh em nha. Chiếc này quá đẹp luôn nè. Mới anh em nha, chứ không phải là cũ mà mua về bỏ đâu anh em nha, mới ha, chạy ok chuẩn luôn. Chiếc này thì máy Miyota và cái mặt thì rất là đẹp luôn. Con này có dây vô mình mới mở cho nên anh em thấy nó hở ha. Cái dây vô là 200 liền anh em nha, đẹp lắm. Con này size size này nam đeo được luôn. Size 35.5 anh em nha. Càng tới 40 là nam đeo hơi bị đẹp luôn. Cặp này giá quá tốt anh em ha.
còn mấy chị nữ đeo nha. Đó, mấy chị cái loại này thì mình kiếm dây luồng đem nha, và còn nếu không mình xài dây kia đều được hết á, loại này thì nó lợi hại vậy ha. Đó, siêu đẹp luôn. Ok, cặp số 9 nha nè, 107 thôi. Đó, cảm ơn anh chị em nha. À, chúc anh chị em mình thật nhiều sức khỏe. Xin chào anh chị em.